Huy xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh xe của miền Nam. Và ngày hôm nay thì bên Huy mới vừa về một chiếc xe rất là quen thuộc của anh chị, Toyota Innova Venturer, được sản xuất vào năm 2018. Venturer là một trong những cái mẫu đặc biệt với những cái ốp body, body kit ở phía trước, bên hông và phía sau các chị. Cùng với đó là mâm được sơn màu đen, màu đen các chị. Và nó sẽ có những ốp lườn như thế này. Đấy, và những cái viền viền ở trên ve trước và sau, anh chị thấy không, khá là đẹp. Và với chiếc xe Innova Venturer 2018 bản đặc biệt các chị, thì bên trong nội thất thì chúng ta sẽ thấy được là xe được thiết kế với những cái ốp gỗ rất là sang trọng, rất là sang trọng. Đấy, ốp vô lăng cũng được trang bị là ốp gỗ, hộp số tự động 6 cấp. Thì hộp số thì có chế độ Eco, chế độ Power. Eco là tiết kiệm nhiên liệu, Power là thể thao như quý chị. Còn hệ thống điều hòa thì xe này được trang bị hệ thống điều hòa tự động, hai dàn lạnh trước và sau đều là tự động. Và với Toyota Innova thì anh chị biết đây là một cái mẫu xe 8 chỗ rất là rộng. Rộng hơn cả Fortuner luôn quý vị, rộng hơn cả Fortuner luôn. Anh chị nhìn ở phía sau này anh chị ha. Đấy, người ngồi khoảng 1m7, 1m8, ngồi vẫn rất là thoải mái. Khoảng địa chân cũng như là khoảng cách từ đầu cho đến trần. Đây là công tắc điều khiển hệ thống điều hòa phía sau tự động như quý chị. Và mỗi hàng ghế thì đều bố trí những cửa gió điều hòa như thế này. Toyota thì anh chị biết rất là nổi tiếng về vấn đề hệ thống điều hòa lạnh buốt và rất là sâu luôn. Venturer thì sẽ được trang bị cái khay để đồ phía sau. 2018 Innova Venturer được trang bị 7 túi khí như quý chị nha. Còn những tính năng cân bằng điện tử của xe thì có hết. Và với phiên bản 2.0G đó anh chị, thì nó chỉ được trang bị 3 túi khí thôi. Đó là một số những cái điểm mà khác biệt ở trên Innova. Ngoài những cái ốp body rồi phần nội thất bên trong, thì với Innova ngoài cái vấn đề túi khí, chỉ có 3 túi khí, thì vô lăng á là urethane thôi chứ không được bọc da như phiên bản Venturer. Cho nên đây là một trong những cái điểm cộng khá là tuyệt vời. Cùng với những cái ốp body ở trên chiếc xe Venturer mà được khách hàng rất là thích và chọn lựa. Đó là một số những thông tin Huy chia sẻ. Và giá niêm yết của chiếc xe này đang được bên Huy niêm yết với giá là 625 triệu cho quý anh chị nha. 625 triệu. Thì quý anh chị nào quan tâm thì liên hệ, Huy sẽ hỗ trợ tư vấn rõ hơn cho quý anh chị. Và bây giờ thì Huy sẽ cùng với quý anh chị mình sẽ đi xem chi tiết về chiếc xe Innova Venturer 2018 này. Biển số của xe là ở Tiền Giang, Tiền Giang nha quý anh chị. Đấy. Ok, ở Tiền Giang thì rất là nhiều khách hàng chuộng cái dòng Toyota Innova và đặc biệt là những cái dòng Venturer như thế này. Thì khách hàng nay thì không ít đi quá cho nên là mới bán lại cho bên Huy. Đấy, Innova Venturer 2018 màu đỏ quý anh chị, màu đỏ đô. Đấy, khá là đẹp. Đấy. Thì anh chị nhìn sơ bộ ha. Bên Huy thì đại lý chính hãng của Toyota cho nên là sẽ cam kết đảm bảo tình trạng xe không bị đâm đụng, không ngập nước bằng văn bản cho quý chị. Anh chị những cái phần ngoại thất thì anh chị đừng quan tâm nhiều, vì khi mà về thì bên Huy sẽ làm spa làm đẹp lại. Cho nên là những cái chỗ hai xước nhẹ nhẹ như thế này quý chị ha, thì bên Huy sẽ đánh bóng. Và những cái chỗ nào mà xước nó hơi sâu thì bên Huy sẽ sơn lại cho quý chị. Và nước sơn mà tại hãng bên Huy sơn á, thì có bảo hành cho quý chị nha. Và với cái nước sơn so với nước sơn rin thì nó xem rất là kỹ. Bên Huy là với đội ngũ kỹ thuật cũng như là thiết bị pha màu rất là chuẩn, đặt tiêu chuẩn của Toyota thì anh chị biết rồi ha. Đấy, tại hãng thì không phải lăn tăn lo lắng bất kỳ vấn đề gì cả. Ok. Đấy. Huy sẽ nổ máy để quý anh chị mình nghe về tiếng nổ của động cơ. Đây rất là êm nha quý chị ha. Vô lăng đây, ốp gỗ bọc da đây quý chị. Đó, đây là điểm khác biệt so với phiên bản 2.0G. 2.0G thì chỉ sử dụng vô lăng bằng urethane thôi. Đây. Ok, camera gear. Camera gear. Rồi. Đấy, anh chị nhìn sơ qua ha, vị trí này thì chúng ta có thể để những cái chai nước làm mát. Đấy,
Ở phía dưới này thì anh chị để giấy tờ, giấy tờ xe của anh chị. Khá là mát của anh chị. Ở trên này thì chúng ta để những cái mắt kính nha. Mắt kính. Ok. Che nắng, có đèn soi, có gương soi, đèn chiếu sáng. Gập gương bằng điện nha quý chị. Đó. Đây. Tay nắm cửa mặt rơm và những cái ốp nhựa đen bóng có được ở trên chiếc xe Venturer này. Đó. Còn những phần tabi anh chị xem qua ha. Đấy, keo sùng, ron còn khá là căng và mới. Xe sử dụng cho gia đình, cho nên là những chiếc xe như thế này thì anh chị mua về mình đi hoàn toàn yên tâm. Đã được hãng Minh Huy kiểm tra 176 một quý chị, rất là kỹ. Thì những chiếc xe tại Toyota Tân Cảng Minh Huy đều được kiểm tra kỹ lưỡng, 176 một, và có giấy cam kết đầy đủ hết cho quý anh chị. Này, vỏ này anh chị thấy ha, còn khá là dài. Đấy. Khung sắc si anh chị xem ha. Đấy, còn khá là mới nha quý anh chị. Venturer thì với chiếc xe này, phía tài chính Toyota sẽ hỗ trợ cho quý anh chị mình vay 2019, 2018 thì anh chị có thể vay được 60%, 60%. Cho nên là thiếu tài chính thì anh chị liên hệ Huy sẽ tư vấn để quý anh chị mình có thể vay. Đây, băng ghế sau ha, còn khá là mới luôn. Thì bên Huy chưa có làm maru, chưa có làm đẹp. Xe về thì bên Huy ngoài việc kiểm tra 176.1 thì sẽ tiến hành bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra kỹ lưỡng xe. Cho nên là khi mà quý anh chị mua xe tại hãng thì anh chị mua về chỉ việc lái xe về và đi thôi. Mình không phải bỏ ra bất kỳ cái chi phí gì để mình làm xe nữa hết. Về là bên Huy sẽ tiến hành làm spa, làm đẹp phần ngoại thất, rồi đánh bóng, vệ sinh sạch sẽ luôn. Rồi bảo dưỡng này anh chị ha, kiểm tra 176.1. Những vấn đề gì cần làm xử lý thì bên Huy sẽ xử lý cho quý anh chị. Rồi nội thất bên trong thì bên Huy sẽ tháo ghế rồi ra chị ha, sẽ vệ sinh khử khuẩn kỹ lưỡng ha, kỹ lưỡng. Rồi về phần gầm bệ ha, thì bên Huy sẽ tiến hành rửa, vệ sinh sạch sẽ, cũng như là phần động cơ. Động cơ thì bên Huy cũng sẽ làm spa, làm maru, vệ sinh sạch sẽ. Thì đó là một số những thông tin gửi đến quý anh chị về cái mẫu Innova Venturer 2018, trang bị 7 thu khí. Và với chiếc xe như thế này thì anh chị mua về sử dụng cho gia đình khá là ok luôn, không phải lăn tăn lo lắng bất kỳ vấn đề gì cả. Rồi Huy sẽ cùng quý anh chị mình xem sơ bộ về phần động cơ. Động cơ Innova rất là bền bỉ về phần động cơ các anh chị, rất là bền bỉ. Gia đình thực sự là anh chị đi những chiếc xe như thế này thì mình rất là khỏe, không phải sửa chữa linh tinh nhiều, nó rất là mất công quý anh chị. Thực sự xe mua về để sử dụng mà xe mua về mà anh chị cứ cứ mỗi lần đi thì lấy xe ra đi là có vấn đề thì thực sự là nó rất là khó chịu. Thì Innova là một trong những cái mẫu gọi như là bền bỉ anh chị. Vì sao Innova giữ giá tốt, rất là nhiều khách hàng quan tâm. Thì thực sự là với cái sự bền bỉ của xe, xe công ty Nhật của Nhật anh chị, Innova Toyota, đặc biệt là sản phẩm này thì rất là bền. Và về phía bảo trì bảo dưỡng các chị, chi phí để vận hành cái xe này thực sự rất ít. Bảo dưỡng, bảo trì, bảo dưỡng các chị thì mỗi lần thay nhớt thì anh chị chỉ tốn khoảng đâu đó khoảng 500 mấy, 600 nghìn. Rồi thay lọc nhớt thì thêm đâu đó khoảng 200 ngoài tí, khoảng 200, 250 quý anh chị. Thì đó, anh chị thấy ha, thì nó khá là nhẹ. Còn mà phụ tùng á, thì khi mà anh chị mà muốn thay thế phụ tùng á thì hầu như quý vị, anh chị đi đến chỗ gara nào thì nó cũng có thể là có phụ tùng cho anh chị liền. Cũng như là nếu như mà đặt thì cũng khá là nhanh, thường là trong ngày là có thôi, không phải chờ đợi lâu. Thì đó là một số những cái điểm Huy chia sẻ. Bên Huy là đại lý chính hãng của Toyota, mang thương hiệu là Toyota Sure. Toyota Sure với chính sách bảo hành cũng như là những cái yếu tố tạo nên thương hiệu của Toyota Sure cũng như là Toyota Hiroshima Tân Cảng, đảm bảo về chất lượng, cho nên là quý anh chị hoàn toàn yên tâm về sản phẩm. Thì đó là một số những chia sẻ từ Huy
Anh chị nào quan tâm thì liên hệ với Huy theo số điện thoại trên màn hình nha. Huy sẽ hỗ trợ tư vấn cho chị rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục để anh chị mua về sử dụng cho gia đình. Và ngoài chiếc Innova Venturer số tự động 2018 này thì bên Huy còn một chiếc Venturer màu đen đã hoàn thiện khâu làm đẹp Maruguri rồi. Thì bên Huy đang niêm yết với giá 650 triệu. Và chiếc xe 2.0G 2017 mới vừa về màu đồng bánh kim thì bên Huy đang niêm yết giá cho mẫu xe này với giá là 548 triệu. Ok các anh chị, và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe ạ.